Em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip này thì em sẽ test cho anh em mình nghe hai cặp loa của Beoner anh em nha. Đây là cặp Beoner, cái mẫu này em hổm em có bán hình như cũng mấy cặp anh em. Nay mới về thêm được cặp anh em nha. Cái mẫu này, hai mẫu này tiếng rất là hay. Hai cặp này anh em mình có thể dùng làm lời karaoke tiếng tuyệt vời luôn. Và bây giờ thì em sẽ test cho anh em mình nghe nha. Anh em mình nhìn thấy cái từ nó nhỏ vậy đúng không? Nhưng mà tiếng kêu của nó rất là hay nha. Đây, em sẽ câu vô ha. Câu vô em test cho anh em mình cùng nghe. Từng cơn gió rét run vai gầy, những ai âm thầm gom đầy thương nhớ viết lên thành rồi ha. Thì hai cặp này anh em mình về có thể làm loa trung ha, cho những cặp loa bass 20, 25, 30 đó. Nói chung là mấy cái cặp này anh em mình làm loa trung loa lời cho những cái cặp bass 25 30 để mà karaoke nghe nhạc đồ thì tuyệt vời, tiếng lời rất là tốt luôn. Hoặc anh em mình lắp thùng nghe nhạc vàng được cũng yêu rất là tuyệt vời nha. Cái này thì tiếng lời của nó rất là tốt anh em nha. Anh em mình về có thể lắp thùng nghe nhạc hoặc là anh em mình làm loa trung loa lời gì karaoke đều được nha. Cặp này thì có cái đường kính là 20 phân rưỡi anh em nha, loa 2 tấc ha. Màng giấy nha, gân tẩm dầu và nón giấy ha, màng rất là sâu. Dòng này thì con nó không to lắm anh em, con nó là con 25 nha, con là con 25. Dính ba cái bụi bông rồi em chưa có vệ sinh ra. Mấy cái này nó dính mấy cái bông anh em. Ha. Mấy này lau chùi vệ sinh thì sẽ rất là đẹp thôi. Cặp loa của Beoner nha, Beoner. Đây ha, 8 ohm. Và công suất đầu vào là 10W thì loa có thể hoạt động nha. Còn công suất lớn thì sẽ cao hơn. Thì những cái cặp này mà anh em mình làm loa trung á thì anh em mình đấu qua tụ ha. Anh em mình đấu qua tụ hoặc phân tầng cho ngõ loa trung á thì anh em mình có thể chơi với lại những loa lớn nha, 25 30 đồng để mà karaoke nghe nhạc gia đình hoặc anh em mình lắp thùng nghe nhạc thì cũng đều được ha. Bên trong này là một cặp nữa anh em nha. Bên trong này là cặp nữa. Cặp bên trong này là cặp vuông ha, màng giấy, gân là gân gân vải nha, gân vải một xếp ha, một ngắn nha. Đó, gân vải béo anh em. Đây, em sẽ câu vô em tới con này ha. Con này thì tiếng bass nó có vẻ nó nhỉnh hơn xíu anh em và tiếng lời cũng rất là tốt nha. Thì cái con của con này cũng cỡ con kia anh em nha. Đó. Con này chắc cỡ con 25 thôi. Nhỏ nhưng mà tiếng rất là hay. Mùa đông ai đan áo gửi đi. Mùa đông ai mơ ước lời mặn nồng. Những chim chiều về có đôi. Rồi thì hai cặp này đều là của hãng Beoner hết anh em nha, đều là hãng Beoner và được sản xuất tại Nhật hết. Thì cái con Beoner này thì nó có mã là 20/720 F/3 ha, logo của Beoner ha. Xương thép đầu thì hai cặp này đều 7 màu ha, 7 màu đẹp long lanh luôn. Hàng zin nguyên bản hoạt động tốt hết nha. Thì cặp này nó có cái đường kính là 20 phân anh em nha. Đó, đo phụ bì em nói là 20. Đây ha. Phụ bì là 20, lo 2 tấc luôn nha. Màng giấy ha, màng giấy, nón vải và cũng gân vải luôn. Đó. Thì anh em nào mà thích cái tiếng lời nó ngọt á ha, tiếng lời nó ngọt á thì anh em mình lấy cái cặp bên trong này nha. Đó, cặp bên trong này giá là 1,4 triệu nè ha. Còn anh em mình thích cái tiếng lời nó sáng hơn, cái bay hơn á thì anh em mình lấy cặp ngoài này nha. Đó. Cặp ngoài này thì nó nhỉnh hơn 100.000 anh em nha. Đó, cặp này thì giá là 1,5 triệu nha, 1,5 triệu cặp này ha. Nói chung là những cái dòng loa mà hàng Nhật á ha, mà trong cái tầm tiền như thế này thì tiếng nó sẽ hay hơn những cái cặp JBL Mỹ tầm tiền 1,5 triệu rất là nhiều anh em ha. Thì lúc trước em cũng lấy mấy dòng JBL Bass 20 á ha, nhưng mà cái chất âm nó so về ngang với giá tiền của những cặp này á thì mấy cặp này tiếng nó ok hơn rất là nhiều anh em ạ nha.
hàng Billner ha, hàng Billner của Nhật. Tuy là từ nhỏ con nhỏ thôi nhưng mà tiếng nó rất là hay. Nói chung anh em mình chơi lo bãi á, thì anh em mình cũng đừng có quan trọng cái từ nó to quá nha, có nhiều dòng cái từ nó nhỏ vậy thôi, chứ anh em mình nghe cái tiếng nó rất là sáng, rất là bay luôn ha. Hàng xịn thì nó sẽ cho ra cái chất âm rất là ok. Đối với cái từ to từ nhỏ gì cũng vậy, nó cũng sẽ đều có cái chất âm hay dở của từng loại loa nha. Anh em mình chơi hàng xịn tất nhiên nó sẽ hay hơn những cái hàng Trung Quốc rồi. Anh em mình mua những cái hàng Trung Quốc từ nó rất là to nhưng mà tiếng sẽ không thể nào mà nó hay được anh em nha. Đó. Đây rồi thì hai cặp loa của Billner nha. Đó, anh em mình xem có nhu cầu cặp nào thì liên hệ với em. Cặp này thì tiếng nó ngọt hơn anh em nha, tiếng nó ngọt hơn. Còn cái cặp này thì tiếng nó sáng, nó bay hơn. Đó, anh em nào mà thích cặp nào thì mình lấy cặp đó về để mà mình nghe nhạc hoặc là làm loa trung loa lời karaoke đồ đều được nha. Và em xin được kết thúc clip tại đây nha. Em xin chân thành cảm ơn anh em đã có nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.